Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình tiếp theo làm phần thứ hai, tại sao người Việt Nam là theo đạo Giê-xu. Và phần này thì nó là Giê-xu sinh ra đời để làm gì. Giê-xu sinh ra là một người Do Thái, bố không biết là ai và mẹ là người Do Thái. Và theo lời khẳng định của Giê-xu trong Tân Ước, Giê-xu sinh ra chỉ để cứu người Do Thái mà thôi, Mát-thiêu 15:24. Nhưng điều kỳ lạ là chính người Do Thái lại không tin Giê-xu là cứu tinh của họ. Và vì vậy trong suốt 2.000 năm nay, mới đầu là giáo hội Cato Roma trong 1.500 năm, và sau đoàn này từ thế kỷ 16 thêm vào giáo hội Tin Lành, đã vu cho người Do Thái cái tội giết vua và bắt hại người Do Thái bất cứ khi nào có thể. Đưa đến cao điểm là người Cato Hitler đã giết 6 triệu người Do Thái, lớn nhỏ, già trẻ. Nhưng tại sao người Do Thái lại không tin Giê-xu? Tôi không muốn đi vào phần này vì khá dài, nhưng tôi có thể giới thiệu một bài trên ish.com, bài tại sao người Do Thái lại không tin Giê-xu. Bài này đã giải đáp cặn kẽ câu hỏi trên. Ở đây tôi chỉ liệt kê 7 lý do tại sao người Do Thái lại không tin Giê-xu là đấng cứu tinh của dân tộc Do Thái. 1. Giê-xu không hoàn thành những lời tiên tri về một đấng cứu tinh. 2. Giê-xu không là hiện thân của những tư cách cá nhân của một đấng cứu tinh. 3. Trong Tân Ước có những đoạn dịch sai để nói về Giê-xu. 4. Niềm tin của Do Thái là chỉ căn cứ trên sự mặc khải cho cả quốc gia, không chỉ cho một cá nhân. 5. Kitô giáo mâu thuẫn với nền thần học Do Thái. 6. Do Thái không kỳ thị dân Ga-ti-lê. Giê-xu kỳ thị dạy đệ tử không được giảng đạo ở xứ dân Ga-ti-lê. 7. Điều kiện để đấng cứu tinh xuất hiện chưa đến. Giê-xu. Đây là phần tiếng Anh. Vậy thực ra Giê-xu sinh ra đời để làm gì? Theo tập san Tin Mừng Good News Magazine thì Giê-xu phải sinh ra đời vì tội tổ tông của nhân loại. Giê-xu phải sinh ra đời vì Thượng Đế muốn bày tỏ đức tính của mình cho nhân loại. Giê-xu phải sinh ra đời để cắt bỏ tội lỗi của nhân loại bằng một sự hy sinh hoàn mỹ. Giê-xu phải sinh ra đời để cho nhân loại có một đấng trung gian hòa giải. Giê-xu phải sinh ra đời để đáp ứng với lời hứa hẹn về hậu duệ của Abraham. Giê-xu phải sinh ra đời để thay Thượng Đế mang Thánh Linh đến cho nhân loại. Giê-xu phải sinh ra đời để thay Thượng Đế chuộc tội cho nhân loại. Chúng ta thấy tất cả những giải thích trên về sự sinh ra của Giê-xu chỉ là giải thích thần học dựa trên những huyền thoại trong Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, và giải thích cho những đầu óc thấp kém thử hỏi ngày nay với những khám phá về vũ trụ nhân sinh, về thuyết Big Bang, về thuyết tiến hóa mà chính giáo hoàng John Paul II đệ nhị phải công nhận. Có còn ai tin vào thuyết sáng tạo của Thượng Đế, rồi chuyện tổ tông vân vân, ngoài những người ít học và kém hiểu biết, đầu óc mù mịt, sống trong những ốc đảo mê tín ngu dốt. Malachi Martin, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Thánh Kinh của Giáo hoàng tại Roma dưới triều đại Giáo hoàng John 23, đã viết trong cuốn Sự suy thoái và sụp đổ của Giáo hội Roma Giáo hoàng John thứ 23 nói trong buổi khai mạc Công đồng Vatican II ngày 11 tháng 10 năm 1962 rằng những giáo lý mà quan niệm sai lầm vẫn còn tồn tại nhiều, nhưng ngày nay con người đã tự ý loại bỏ chúng. Nhưng nếu John Calley
không thấy là điều giảng dạy mới của mình dẫn tới đâu, thì hàng trăm nhà thần học và giám mục đã thấy trong những thập niên 1960 đến 1970, sau khi John Calley chết, họ đã từ bỏ niềm tin về tội tổ tông, về quỷ sao tăng và về nhiều giáo lý căn bản khác. Tại sao các nhà thần học và giám mục lại từ bỏ thuyết thần học về tội tổ tông, về quỷ sao tăng và về nhiều giáo lý khác như ơn cứu chuộc của Chúa, Chúa sống lại hay Đức Mẹ đồng trinh, vân vân? Vì ngày nay những thuyết này không còn phù hợp với trình độ hiểu biết tiến bộ của nhân loại, hơn nữa lại còn chứa những mâu thuẫn mà không nhà thần học nào có thể biện minh được. Thật vậy, nhận rõ được tính chất hoang đường, vô hiệu, lỗi thời của bí tích rửa tội, của vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Giê-xu, nên trong cuốn Tại sao Kitô giáo phải thay đổi không thì chết, John, giám mục mà John Selby Sphong đã dành riêng chương 6 để viết về cái đề tài Giê-xu như là đấng cứu thế, một hình ảnh cần phải dẹp bỏ. Trong chương này, giám mục Sphong viết như sau, trang 98 đến 99: nhân loại chúng ta không sống trong tội lỗi, chúng ta không sinh ra trong tội lỗi, chúng ta không cần phải rửa sạch cái tì vết tội tổ tông trong lễ rửa tội, chúng ta không phải là những tạo vật sa ngã mất đi sự cứu rỗi nếu chúng ta không rửa tội. Do đó, một đấng cứu thế có nhiệm vụ khôi phục tình trạng trước khi sa ngã của chúng ta chỉ là một sự mê tín trước thời Darwin và một sự vô nghĩa sau thời Darwin. Và trong cuốn Thiên Chúa Vẫn Sống, từ sợ hãi tôn giáo đến tự do tâm linh, trang 114, linh mục James Kavanaugh cũng đưa ra nhận xét như sau đây về tín điều chuộc tội trong Kitô giáo. Đối với bất cứ người nào trong thế giới cổ xưa đứng trước Thiên Chúa như là một nạn nhân bất lực, tin rằng mình là một người có tội một cách vô vọng, coi Thiên Chúa như là một ông quan tòa giận dữ không thể tới gần được, cái chết đó tính cách hy sinh của Đức Kitô là một huyền thoại với đôi chút thực tế, nhưng đối với con người hiện đại nó chẳng còn ý nghĩa gì mấy, trừ khi hắn đã bị sợ hãi và tẩy não một cách thích hợp từ khi mới sinh ra đời. Đối với hắn, hắn là một nạn nhân tuyệt đối thụ động của sắc luật của Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Đối với tôi, đó là một huyền thoại cứu rỗi thuộc thời sơ khai miêu tả một người cha lấy cái chết của chính con mình để bớt đi cơn giận dữ. Đó là một chuyện ác độc không thể tưởng tượng được. Tôi chấp nhận sự kiện là Đức Kitô đã chết, ngay cả chuyện ông ta bị đóng đinh trên cây thập giá, nhưng tôi không thể chấp nhận huyền thoại cho rằng cái chết của ông ta là để chuộc tội cho tôi. Huyền thoại cứu rỗi như được viết trong Tân Ước chỉ là mỗi lối diễn giải, đó là một huyền thoại của thời sơ khai. Bản chất của nó tương đương với nhiều huyền thoại cứu rỗi của nhiều dân tộc trong thời sơ khai ở khắp mọi nơi, nhưng nó lại độc ác một cách không tưởng hơn là hầu hết các huyền thoại khác. Nó phản ánh một thế giới mà con người có thể làm nguôi cơn giận dữ của những thần sắp xét trong một cơn giông tố. Ngày nay chó và mèo vẫn còn sợ sấm sét, nhưng con người thì ngồi yên trong nhà và hiểu rõ cái hiện tượng thiên nhiên đang xảy ra. Tôi sẽ không chấp nhận cái huyền thoại về một chúa cha khắt khe đối xử với chính con của mình. Giê-xu bằng một công lý vô tình, vô cảm và đòi hỏi con mình phải chết trên cây thập giá cho những tội lỗi của tôi. Cái huyền thoại này cũng chẳng trở thành hấp dẫn hơn vì chúa cha đã làm cho con sống lại đội mồ mà lên một cách vinh quang. Tôi không thể yêu mến một người cha như vậy,
hoặc phải biết ơn một người con như vậy. Trong một câu chuyện mượn từ câu chuyện truyền tụng của nền thần học Do Thái cổ lỗ và thay đổi nó đi. Tôi không hề yêu cầu Giê-xu phải chịu khổ thay cho tôi, và ngay cả muốn ông ta làm như vậy. Sự từ bỏ những niềm tin về tội tổ tông, về quỷ Sa-tăn và về nhiều giáo lý căn bản khác không đâu rõ hơn trong những thú nhận của Vatican trong vài thập niên qua. Thật vậy, từ năm 1981, Tòa Thánh Vatican đã mời một số chuyên gia đến để cố vấn cho Tòa Thánh về vũ trụ học. Cuối cuộc họp hội thảo, các chuyên gia được Giáo hoàng John Paul đệ nhị tiếp kiến. Ông ta nói với các khoa học gia là cứ tự nhiên nghiên cứu sự tiến hóa của vũ trụ sau sự nổ lớn Big Bang, nhưng không nên tìm hiểu về chính lúc nổ, đó là lúc sáng tạo, do đó là tác phẩm của Thượng Đế. Chúng ta nên để ý Big Bang là hiện tượng nổ bùng của một dị điểm vô cùng đặc, vô cùng nóng, nguồn gốc của vũ trụ này ngày nay và đã xảy ra cách đây khoảng 13,7 tỷ năm, chứ không phải là chỉ có từ 6.000 đến 10.000 năm, do sự sáng tạo trong 6 ngày của Thượng Đế Kitô giáo, như được viết trong Kinh Thánh Kinh, được coi như những lời không thể sai lầm của Thượng Đế. Và Giáo hoàng nói câu trên chẳng qua chỉ để vớt vát phần nào mặt mũi của Thượng Đế. Thượng Đế của những khoảng trống, một mặt mũi đã không còn chỗ đứng trong thế giới tiến bộ trí thức và khoa học của nhân loại. Rồi, trước khi những khám phá khoa học liên hệ đến thuyết tiến hóa bất khả phủ bác trong nhiều bộ môn của khoa học, năm 1996, Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã thú nhận trước thế giới là thân xác con người có thể không phải là một sự sáng tạo tức thời của Thượng Đế, mà là kết quả của một quá trình tiến hóa dần dần. Ngài nói, những tiếng kiến thức mới nhất dẫn đến sự việc phải chấp nhận thuyết tiến hóa hơn là một giả thuyết. Còn nữa, tháng 7 năm 1999, trước những khám phá xác tín nhất của khoa vũ trụ học và trước những hiểu biết của con người ngày nay về cấu trúc của trái đất, Giáo hoàng đã bắt buộc phải tuyên bố thiên đường không phải là một nơi trừu tượng, mà cũng chẳng phải là một nơi cư ngụ, nơi cụ thể ở trên các tầng mây. Và hỏa ngục không phải là sự trừng phạt áp đặt từ bên ngoài bởi Thượng Đế, mà là trạng thái hậu quả của những thái độ và hành động mà con người đã làm cho đời này. Chấp nhận thuyết Big Bang, thuyết tiến hóa, chấp nhận con người không phải là do Thượng Đế tạo ra tức thời, mà chính là kết quả của một quá trình tiến hóa dần dần và lâu dài. Thú nhận không làm gì có thiên đường, một cái bánh vẽ trên trời để dụ những người đầu óc mê mẩn yếu kém, và hóa ngục một nơi để hù dọa những người không tin Chúa. Giáo hoàng đã chính thức bác bỏ thuyết sáng tạo của Kitô giáo, phá tan huyền thoại về Adam và Eva là tổ tông loài người do Thượng Đế tạo dựng từ đất sét và kéo theo không làm gì có chuyện Adam và Eva sa ngã tạo thành tội tổ tông. Do đó, vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Giê-xu chỉ là những luận điệu thần học lừa dối của giáo giới sĩ Kitô giáo khi xưa, được tiếp tục đưa ra không ngoài mục đích khai sáng lòng mê tín của một số người, huyễn hoặc và khuyến dụ họ tin vào những điều không thực. Thật vậy, sự kiện là Giáo hoàng đã bác bỏ đức tin quan trọng nhất trong Kitô giáo, quyền năng cứu chuộc, cứu rỗi, luận phạt của Giê-xu. Do đó, hy vọng các tín đồ Kitô về một cuộc sống đời đời trên thiên đường cùng Giê-xu chẳng qua chỉ là một ảo vọng, và sự luận phạt của Giê-xu đối với những tín đồ đạo Giê-xu không tin ông ta chẳng qua chỉ là một sự hù dọa đã không còn ý nghĩa. Tôi tự hỏi, có bao giờ tín đồ Kitô, Cato cũng như Tin Lành biết đến những thay đổi trong nội bộ các giáo hội Kitô về căn bản tín ngưỡng trong Kitô giáo, biết đến những sự kiện lịch sử này,
và biết đến những quan niệm sai lầm bắt nguồn từ Kinh Thánh. Tôi nghĩ đa số người chưa bao giờ nghe đến tên Copernicus hay Galileo, chưa bao giờ nghe đến những lời tuyên bố trước thế giới của giáo hoàng John Paul đệ nhị. Tôi cũng nghĩ tuyệt đại đa số tín đồ Kitô chưa từng đọc đến Kinh Thánh, và lẽ dĩ nhiên không có một kiến thức nào, dù là tối thiểu, về những tiến bộ của khoa học và đầu óc con người trên thế giới. Và lẽ dĩ nhiên các tín đồ cũng chưa bao giờ được nghe các linh mục, mục sư cho biết những điều này trong nhà thờ, dù có thể chính họ cũng đã biết nhưng vẫn giấu kín trước đám tín đồ thấp kém ở dưới, để giữ đức tin của tín đồ không bị chao đảo. Thật vậy, Russell Soto đã viết trong cuốn Sự thật của Phúc âm như sau: điều quan trọng nhất là tác động của quan điểm khoa học ngày nay để khiến cho các học giả, ngay cả những người được giáo hội Cato bảo thủ cho phép nghiên cứu, cũng phải đồng ý là phần lớn những điều chúng ta biết về Giê-xu chỉ là huyền thoại. Các học giả đã biết rõ sự thật về từ nhiều thập niên nay rằng Giê-xu chẳng gì khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng. Họ đã dạy điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư, nhưng những vị này vẫn giữ kín, không cho đám con chiên biết vì sợ gây ra những phản ứng xúc động dữ dội trong đám tín đồ. Do đó những người còn sống trong bóng tối là những tín đồ Kitô giáo bình thường. Nhưng có phải rằng Giê-xu chẳng khác gì khác hơn là người bình thường sống với một ảo tưởng, hay còn gì khác nữa? Nghiên cứu về sự sinh ra của Giê-xu trong Tân Ước, nhiều học giả cho rằng rất có thể những chuyện Giáng sinh về Giê-xu sinh ra từ một trinh nữ trong Matthew và Luca đã được tạo ra để che đậy những phê bình phân tích về Kitô giáo trong thế giới thế kỷ đầu. Giê-xu là một đứa con hoang của Mary. Rải rác trong các phúc âm có những chi tiết chứng tỏ như vậy. Nếu chúng ta biết đọc những bản văn này, cũng vì vậy mà giám mục Phong đã trong cuốn Sinh ra từ một người đàn bà, một giám mục nghĩ lại chuyện sinh ra đời của Giê-xu. Giê-xu đã được sinh ra từ một người đàn bà. Nguồn gốc sinh ra đời của Giê-xu cũng gây nhiều tai tiếng, như cách ông ta chết. Ông ta có nghĩa là Giê-xu. Ông là ai? Ông không là ai cả, một đứa trẻ ở Nazareth. Chẳng có gì tốt đẹp có thể rút tỉa ra từ sự sinh ra đời này. Chẳng có ai biết cha ông ta là ai. Rất có thể ông ta là một đứa con hoang trải rác trong miền đất truyền thống Kitô lúc đầu, bốn phúc âm có những chi tiết chứng tỏ như vậy, giống như những thỏi mìn chưa kiểm chứng và chưa nổ. Trước những sự thật đó, khó ai có thể phủ bác như được viết trong Tân Ước. Có phải thật là tội nghiệp cho các tín đồ không? Sống trong bóng tối, tin tưởng vào sự lừa dối vĩ đại của các bề trên về một huyền thoại xung quanh việc sinh ra đời của Giê-xu. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu về vài sự kiện trong Tân Ước để có thể có một cái nhìn tổng quát hơn về nhân vật Giê-xu trong lịch sử Do Thái. Giê-xu nói gì về sự sinh ra của mình? Trước hết chúng ta hãy bỏ qua chuyện Giê-xu sinh ra bằng cách nào, qua đường thụ thai sinh nở bình thường của một người mẹ hay qua đường bất thường của một con ma thánh. Trong nền thần học Kitô giáo, ai muốn tin sao cũng được. Các tín đồ Kitô giáo nói chung được dạy Giê-xu là con Thượng Đế xuống trần, chịu khổ nạn đóng đinh trên cây thập giá để chuộc cái tội tổ tông của nhân loại, như được viết trong Cựu Ước, là người hòa giải giữa sự thịnh nộ của cha ông ta, như ông ta tự nhận, đối với loài người và đối với cả súc vật nữa. Cho nên con người nếu tin ông ta thì ông ta sẽ hóa giải những cơn thịnh nộ của Thượng Đế đối với con người, và do đó con người bị thất sủng bởi cái tội tổ tông, sẽ được trở lại trong tình thương yêu của Thượng Đế và sẽ được sống đời đời trên thiên đường lẽ dĩ nhiên và sau khi chết. Nhưng chúng ta
đã biết trong phần trên, có những luận điệu thần học ngày nay đã không còn giá trị trong những xã hội văn minh, tân tiến, ít ra là trong giới những người hiểu biết. Chúng ta hãy đọc vài lời do chính Giê-xu nói về mục đích của ông ta sinh ra ở thế gian. Một, trong Mát-thêu 12:34 đến câu 36, Giê-xu khẳng định: "Đừng tưởng rằng ta xuống trần để mang lại hòa bình trên trái đất. Ta không xuống đây để mang lại hòa bình mà là gươm giáo. Vì ta xuống đây để làm cho con chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng và kẻ thù của con người ở ngay trong nhà hắn." 2. Và Luca 12:51 đến câu 53 cũng xác định lại khẳng định của Giê-xu như sau: "Đừng tưởng ta đến để đem hòa bình cho thế giới, không. Ta đến để chia loài người làm hai. Từ đây một nhà có 5 người sẽ chia rẽ chống đối nhau. 2:3 và 3:2, mâu thuẫn sẽ diễn ra giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng." Thực ra, những lời nói trên của Giê-xu phản ánh những điều Giê-xu đã đọc trong Cựu Ước và lòng kỳ thị chủng tộc. Ghét những người Phi Do Thái cho nên chỉ áp dụng cho vài dân tộc trong vùng Trung Đông ngày xưa mà thôi. Nhưng đạo Giê-xu đã bành trướng trên thế giới và ảnh hưởng của nó đã biến những câu trên như là những lời tiên tri, không những cho vùng Trung Đông mà là còn cho bất cứ nơi nào mà đạo Giê-xu truyền tới. Nhận xét về những tác hại mà đạo Giê-xu đã mang đến cho nhân loại trong vấn đề chia rẽ trong gia đình, quốc gia và dân tộc, học giả Cato Joseph Daileden đã đưa ra một nhận định về lời phán trên của Giê-xu trong cuốn Sự Mê Tín Cuối Cùng, trang 177 như sau: "Thảm thay, đây là một trong vài hứa hẹn mà lịch sử chứng tỏ là Giê-xu đã thành công trong hoàn thành." Thật vậy, trong những lời của Giê-xu trong Tân Ước thì chỉ có những điều trên là được ứng nghiệm. Vì đi đến đâu, đạo Giê-xu cũng đưa đến những cảnh chia rẽ, đối nghịch nhau trong quốc gia, trong cộng đồng và trong gia đình. Và những cảnh này xảy ra vì giới truyền đạo đã thành công tạo nên một tâm cảnh cuồng tín trong đám tín đồ tăng tòng, mà tuyệt đại đa số là đám dân thấp kém, ít học hay vô học, tin vào những điều giả mang trong thánh kinh mà họ được dạy làm như vậy để vui lòng Chúa của họ. Về đạo Giê-xu truyền vào Việt Nam, linh mục Lương Kim Định đã đưa ra nhận xét sau đây trong cuốn Cẩm Nang Triết Việt: "Sự truyền đạo Thiên Chúa vào Việt Nam đã đưa đến sự chi phối dân tộc đang thống nhất thành hai phe lương giáo, làm cho sự liên lạc giữa đôi bên trở nên nhức nhối, đầy e dè, nghi kỵ. Đấy là một tai nạn lịch sử mà thời gian tuy có làm giảm đi nhưng xem ra không sao xóa sạch được." Và Nicole Dimitrique cũng viết trong cuốn Những Hội Truyền Giáo Hải Ngoại và Sự Xâm Nhập vào Việt Nam: "Các thừa sai đã phạm tội thúc đẩy giáo dân bất tuân luật lệ quốc gia, từ bỏ những thờ phượng tôn giáo, những giá trị xã hội đã khiến cho họ sống ở ngoài lề của xã hội truyền thống. Nhưng nghiêm trọng hơn là người ta trách cứ các giáo sĩ và giáo dân đã tạo nên sự phân chia quốc gia thành hai khối tôn giáo đối nghịch nhau." Như vậy, chúng ta thấy rằng mục đích giáng trần của Giê-xu qua chính lời phán của Giê-xu đã ứng nghiệm trên khắp thế giới, ở bất cứ nơi nào mà đạo Giê-xu lan đến, đặc biệt là ở Việt Nam. Vậy Giê-xu có đáng để chúng ta ngưỡng mộ, tôn kính và thờ phụng không? Nói cách khác, người Việt chúng ta có nên theo đạo Giê-xu không? Câu trả lời nằm trong câu hỏi. Nhưng mục đích giáng trần của Giê-xu không chỉ có vậy. Ông ta khẳng định trong Mát-thêu 5:17 đến câu 18: "Các ngươi đừng tưởng ta đến để phá luật của cha ta hoặc các lời tiên tri trong Cựu Ước. Ta đến không phải để phá mà để hoàn thành. Vì ta nói thật cùng các ngươi, cho đến khi trời đất không còn nữa,
một nét cũng không được ra ngoài luật cho đến khi tất cả đều hoàn thành. Những luật của cha Giê-xu trong Cựu Ước là những luật như thế nào? Có bao nhiêu tín đồ Kitô giáo biết rằng trong Cựu Ước cha của Giê-xu ta đã nhiều lần sinh ra lệnh hay đích thân giết người tập thể? Vô số người vô tội, đàn ông, đàn bà, trẻ con, con số lên đến hàng nhiều triệu, và hủy diệt nhà cửa, thị trấn và các tôn giáo khác. Rất buồn cười và quái gở. Thí dụ như trong trại lính, quân sĩ đi cầu phải chôn chân vì ngài không muốn nhìn thấy hay hít hà những đống phân đó khi ngài đi dạo trong trại. Ngài chưa bao giờ tưởng tượng được là con người lại tiến bộ đến bộ phát minh ra cái đầu cầu tiêu máy, giật đến xòe một cái là xong chuyện. Ngài cũng còn kỳ thị nam nữ một cách quái gở, như về phụ nữ sinh xong bao nhiêu ngày thì sạch, sinh con trai thì 7 ngày và phải thanh tẩy trong 33 ngày tiếp theo trước khi được bước vào nhà thờ. Nhưng sinh con gái thì là 14 ngày và phải thanh tẩy trong 66 ngày, vân vân. 66 ngày không được bước vào nhà thờ thì mấy ông linh mục và mục sư hơi phiền, vì cái rổ đưa ra để hứng tiền thiếu một phần. Nhưng cũng may là chẳng có ai buồn theo những luật này của cha Giê-xu, mà Giê-xu khẳng định không được thay đổi một chấm một nét cho đến ngày tận thế. Sau đây vài luật điển hình của cha Giê-xu. Deuteronomy 10 câu 12 2 chấm câu 2 đến câu 3: Phàm nơi nào những dân tộc mà các ngươi sẽ tước quyền đã thờ các thần của chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên đồi, hoặc dưới bóng cây xanh, thì các ngươi phải hủy sạch đi, và các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, triệt hạ những cây trụ thiêng liêng của chúng và thiêu những pho tượng gỗ của chúng. Các ngươi phải chặt những hình tượng đã được khắc lên của các thần và xóa bỏ tên các thần ở nơi đó. Và thêm một luật nữa của cha Giê-xu ban cho sau Sa-môn 15:2.3: Bây giờ hãy tấn công Amalek và hủy sạch tất cả mọi thứ mà chúng nó có và giết sạch, đừng chừa một ai. Hãy giết cả đàn ông, đàn bà, trẻ nít và trẻ sơ sinh, trâu cừu, lạc đà và lừa. Number 25 2.3 đến câu 5: Và Israel theo thờ thần Bon, con bò của Bo, và cơn giận của Thiên Chúa nổi lên đối với Israel. Rồi Thiên Chúa bảo Môi-se: Hãy mang các tộc trưởng của Israel ra treo cổ trước mặt ta ở ngoài nắng để ta nguôi cơn giận đối với Israel. Và Môi-se sinh ra lệnh cho các trưởng tộc: Mọi người hãy đi giết những kẻ nào trong tộc mình theo thần Bon của Bo. Chúng ta thấy Israel là dân được Thiên Chúa chọn, nhưng nếu có người dân nào theo thờ thần khác thì lệnh của Thiên Chúa là phải giết họ. Chẳng trách là con cái Chúa đã từng áp dụng luật lệ này khắp nơi, bất cứ nơi nào có thể. Nhưng ngày nay sự tiến bộ tri thức của nhân loại đã tiến bộ nhiều, nên các giáo hội Kitô không còn có thể áp dụng những luật lệ ác ôn, tàn bạo, bất nhân của Thiên Chúa nữa. Ngày nay con người muốn thờ thần nào thì thờ, muốn theo tôn giáo nào thì theo, ngoại trừ ở một số địa phương lạc hậu, chậm tiến, và chính Thiên Chúa cũng bất lực trước sự kiện này. Nhưng khi xưa thì khác. Thật vậy, với những luật lệnh ác ôn của Thiên Chúa như trên, cho nên chúng ta không thấy lấy làm lạ khi thấy trong Thánh Kinh chính cha Giê-xu đã tự mình ra tay thi hành luật của mình đặt ra qua hành động giết người tập thể. Thí dụ, cha Giê-xu tự mình ra tay thi hành
hình phạt đối với dân Ai Cập như sau, chỉ vì chính ông ta đã làm cho trái tim của Pharaoh trai cứng, không chịu thả dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ. Exodus 12:29. Vả khi giữa đêm, Chúa Cha, Cha của Giêsu giết hại mọi đứa con đầu lòng ở trong xứ Ê-díp-tô, từ đứa con đầu lòng của Pharaoh đang ngồi trên ngai cho đến đứa con đầu lòng của người bắt giam trong ngục tối, và hết thảy con đầu lòng của súc vật. Thế này là thế nào? Cha của Giêsu là bậc toàn năng, nghĩa là làm gì cũng được. Nhưng phải chăng vì tính khát máu nên thay vì đổ tài đưa Môi-se và dân Israel ra khỏi Ai Cập, nếu muốn lại đi giết hại mọi đứa con đầu lòng trong xứ Ai Cập, rồi trong cơn say máu lại giết thêm cả những con vật đầu lòng của súc vật nữa? Thế mà người ta vẫn ca tụng là Thiên Chúa nhân từ, Thiên Chúa quá yêu thương thế gian, vân vân. Nhưng tại sao Ai Cập lại bắt dân Do Thái làm nô lệ? Theo nhà đại trí thức Nguyễn Đạo Giêsu, nặng ra là Đỗ Mạnh Tri viết trong cuốn Ngón Tay và Mặt Trăng, thì các ông vua Ai Cập hành hạ dân Do Thái như các ông không biết rằng chính Thiên Chúa đã dùng các ông như phương tiện để giáo dục dân chúng, dân Chúa, bắt dân Chúa làm nô lệ để giáo dục, và phương tiện giáo dục đặc thù của Thiên Chúa và Vatican đã áp dụng triệt để phương tiện giáo dục này. Chẳng vậy mà trong Cato giáo Roma, ngoại trừ giáo hoàng là đại diện của Chúa trên trần, còn toàn là nô lệ cả, trong đó có các tín đồ Việt Nam, vì họ đều là dân Chúa cả. Nhưng thật ra họ đâu có phải là dân Chúa, mà chỉ là đàn chiên của Chúa. Mà cũng chẳng phải là đàn chiên của Chúa, chỉ là đàn chiên của các bề trên, của những người chăn chiên trong giáo hội. Chuyện khó hiểu là giáo dục dân Chúa xong rồi, Thiên Chúa lại ra tay thực hiện những hành động vô cùng tàn bạo, ác ôn như trên đối với ông vua Ai Cập và dân Ai Cập mà Thiên Chúa đã dùng để giáo dục dân Do Thái. Phải chăng là để giáo dục dân Ai Cập? Hành động này của Thiên Chúa, người Việt Nam gọi là ăn cháo đá bát. Tôi thực sự mong rằng dân Chúa ở Việt Nam không bao giờ phải gánh chịu một nền giáo dục của Thiên Chúa như vậy. Thật là tội nghiệp cho những đầu óc của những con chiên thuộc giới trí thức mà ngày nay còn coi chuyện Ai Cập bắt dân Do Thái làm nô lệ là một phương tiện giáo dục của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa quá yêu thương thế gian, Gioan 3:2-16, đã giết bao nhiêu người không ai biết rõ, nhưng Theo Gioan đã nghiên cứu xem giữa Thiên Chúa và Satan ở trong Thánh Kinh ai giết người nhiều hơn, và sau đây là lời kết quả: Thiên Chúa đã giết 2.270.365 người, và đây là một con số rất khiêm tốn đếm được trong Kinh Thánh. Còn những số người chết không được ghi trong nạn hồng thủy, trong những vụ hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, và trong những thiên tai vân vân, thì không thể biết rõ được. Trong khi đó thì Satan chỉ có giết 10 người, mà một số trong đó đã được Thiên Chúa cho phép trong cuộc thách thức về gia đình Job. Thật vậy, ngày 9 tháng 8 năm 2006, Steve Wall đã viết trên Internet: đọc lịch sử Cato giáo Roma truyền vào Việt Nam, chúng ta thấy các tín đồ Cato Việt Nam đã bị mê hoặc để thi hành luật trên của Cha Giêsu. Khi có cơ hội, luật mà Giêsu đã khẳng định là ông ta xuống trần để thi hành những luật của Cha ông ta như trên, mà không được thay đổi một chấm một nét. Chúng ta có vài tài liệu để chứng minh điều trên. Ông Lý Chánh Trung, một nhà trí thức Cato, trong cuốn Tôn giáo và Dân tộc nhận định rằng: tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy rằng từ khi giáo hội Cato Roma đã trở thành quốc giáo, thì cái gươm tinh thần của Thánh Phaolô đã luôn luôn bị cám dỗ
để biến thành cây gươm thép thực sự. Kể từ dạo ấy, mỗi khi hoàn cảnh cho phép, giáo hội đã không ngần ngại để dùng thế lực tiêu diệt các tôn giáo khác, đập phá các đền thờ, tà thần, đốt sách, vỡ ngoại đạo và đốt luôn bọn người bị xem là lạc đạo nếu không chịu sửa sai. Trong cuốn The Vietnam Reborn to Fred, trang 1862-1874 của Mark McLeod, chúng ta có thể đọc những đoạn sau đây. Trang 45: khi nghe tin thành Sài Gòn thất thủ, những tín đồ Cato Việt Nam ở miền Nam đã lợi dụng tình hình được khủng bố người lương hay tốt nghĩa là người phi Cato và đi làm tay sai cho mật thám cho Tây Dương. Trang 144: sự phân tích những hành động này cho thấy trong những cuộc tấn công vào những cứ điểm của chính quyền Việt Nam, quân đội Pháp đã nhận được một mức độ hỗ trợ rất đáng kể từ những thừa sai và những tín đồ Cato Việt Nam. Hơn nữa, những phương pháp mà các sĩ quan Pháp và những cộng tác viên Cato dùng tuyệt đối không thể coi là có đạo đức cao theo những tiêu chuẩn đương thời của ngay chính họ. Vì những phái bộ truyền giáo Cato đã dùng sức lao động của tín đồ Cato bản xứ Trần Trung Ngọc, tài nguyên và tin tức tình báo đổi lấy hậu thuẫn của Pháp để thực hiện sự tàn sát liên miên người lương, mạo phạm những công trình xây dựng của Phật giáo, thiêu hủy những làng mạc phi Cato và cướp bóc những thành phố của nhà vua. Sự cộng tác với chủ nghĩa đế quốc Pháp của những tín đồ Cato thường không được các sử gia nhận biết đầy đủ, nhưng đó chính là một yếu tố đáng kể đóng góp phần thắng lợi cho Pháp ở Bắc Kỳ. Chúng ta nên để ý là giáo dân Việt Nam chỉ là một thiểu số, và những hành động mang rợ phá hủy những công trình Phật giáo chỉ có thể thực hiện được khi họ có cơ hội theo sau đoàn quân viễn chinh Pháp. Nếu Cato giáo trở thành quốc giáo thì không hiểu các tín đồ Cato còn có thể có những hành động như thế nào để tàn sát liên miên người lương, mạo phạm những công trình xây dựng của Phật giáo, thiêu hủy những làng mạc phi Cato để làm hài lòng Chúa của họ. Thời Ngô Đình Diệm ở Việt Nam đã phần nào thực hiện những điều này, thường ở các vùng xa xôi và cũng có giới hạn vì có tai mắt ngoại quốc. Giáo hội Cato Roma một thời trong những bàn tay đẫm máu đã nắm những thanh gươm để giết người và những bó củi để thiêu sống người, để thi hành những lệnh luật ác ôn phi tự do dân chủ của Thượng Đế của họ trên thế giới. Nhưng ngày nay, như John Rambut đã viết trong cuốn Pansel Clem, những thanh gươm và bó củi đã bị tước ra khỏi những bàn tay đẫm máu của giáo hội Cato. Cho nên giáo hội chỉ còn lại hai vũ khí là gây thù hận và xuyên tạc phỉ báng những người không đồng ý hay không tuân phục giáo hội. Kết luận trong mục 2, các học giả đã biết rõ sự thật từ nhiều thập niên nay rằng Giê-xu chẳng gì khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng. Họ dạy nhiều điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư. Rất có thể Giê-xu chỉ là một đứa con hoang, theo như nhận định của giám mục John Spelbyphong. Khi chấp nhận thuyết Big Bang, thuyết tiến hóa và thú nhận không làm gì có thiên đường ở trên các tầng mây, cũng như không làm gì có hỏa ngục ở dưới lòng đất, giáo hoàng John Paul đệ nhị đã chính thức bác bỏ cái gọi là tội tổ tông, đồng thời đã bác bỏ quyền năng cứu chuộc, cứu rỗi, luận phạt của Giê-xu. Vậy thì người Việt Nam theo đạo Cato giáo Roma hay đạo Giê-xu là vì cái gì? Đó là câu hỏi muốn đặt ra những con chiên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau nói về phần thứ 3.